Ta đang xem ở đây là một con lọc hàng mạng hàng đấu giá của dòng lọc Victoria. Con này bán giá chuẩn 4 triệu đồng giá tại gà em nhé. Nó thuộc dạng đẹp xuất sắc luôn này các bác ạ. Đẹp xuất sắc luôn này. Sơ sát một tí là không tránh khỏi nhưng mà nó rất mới đây anh em ạ. Đây anh em nhìn mặt tiền này. Bán 4 triệu đồng các bác nhá. 10 cần gạt trong một vế loa Sia 66. Con này ốc về cửa hàng chưa phải mở đâu nhá. Từ lúc sản xuất luôn anh em ạ. Mặt dưới đây Sia 66. Con này chạy hoàn hảo chức năng anh em nhé. Hoạt động bình thường. Lọc Sia sản xuất tại Nhật Bản. Nó là hãng Victor liên kết với hãng Sia của Mỹ. Đấy, US này. Để kết hợp làm lên mẫu lọc này anh em nhé. Chất âm của lọc Victor thì nó thuộc dạng đầu bảng mà. Bao mới đét luôn. Còn những cái sớt sát trẻ chặt một tí này nó là phụ luôn anh em nhé. Anh em nhìn tổng thể con lọc này mới thấy nó mới này. Góc cạnh nha. Góc cạnh cứng cựa luôn. Giá rẻ 4 triệu cho em thôi. Hàng mạng hàng đấu giá các bác nhá. Hàng mạng hàng đấu giá.